Xin được kính chào cả nhà mình nha. Good afternoon cả nhà. Bây giờ là buổi chiều của ngày Singapore. Sorry cả nhà, xin được phải đeo cái kính tại vì ở ngoài nắng quá. Chúc cả nhà một ngày Singapore đầy bình an và hạnh phúc nha. Tất cả mọi người đều được hưởng cái hạnh phúc của ngày độc lập của Mỹ. Thì hôm nay xin được một người em mời tới nhà chơi. Đó, mọi người đang nghe tiệc tùng trong nhà la sùm đó mọi người. Thì sẵn đây thì xin nhà xin thì sẽ quay cái căn nhà mà em mới mua. Đúng ra thì mình gọi cái người chủ nhà này bằng anh chị mới đúng. Tại vì cái người mà em gái của chủ nhà này là chị em bạn dâu của Cindy. Thì chị của chị em bạn dâu của Cindy mua nhà thì mới mua chừng khoảng mấy tháng thôi. Thì bây giờ sẵn lễ độc lập của Mỹ thì chị làm tiệc cũng giống như cái kiểu tân gia vậy đó cả nhà. Thì cũng quý Cindy cho nên cũng mời tới dự tiệc. Thì bây giờ Cindy sẽ quay tổng thể của khu vực này để cho cả nhà mình nhận định được cái giá nhà của bên Mỹ, cũng như là thấy được một căn nhà mua với giá là 1,4 triệu nó như thế nào trong cái thời điểm mà vật giá rất là đắt đỏ ở Mỹ và giá nhà nó lên. Và bây giờ bắt đầu xin thì sẽ quay ở ngoài đường trước và dần dần thì xin thì sẽ quay vào trong nhà thì cả nhà mình xem nha. Trước mặt của mình là núi rồi nè. Wow, nắng chiều đẹp quá. Khu này cũng bình yên ha. À, nhà mặt tiền, nhà này 4 phòng. Chắc 2,5 trệt room hả anh hả? 2 phòng rưỡi hay 3 phòng? 3 phòng. 3 phòng trệt room. Đây là trên đấy rồi cả nhà, trên đấy vừa mắc lạnh lắm. Vâng, anh trên hiêu mà trên đồi mà. Đang đứng với ông anh đang nói chuyện nhà trên. Ở Việt Nam mình thì nghèo mới lên núi và đen ở, còn ở Mỹ thì giàu mới lên núi ở. Lên núi. Dạ. Trên đấy nhà 2-3 triệu. Vâng. Ở đây đã 1,4-1,5 triệu thì trên đó 2 triệu, có chỗ 5 triệu nữa. Hôm thằng Vũ lắm. Nhà hàng lại, xóm bắt đầu trồng hoa dễ thương quá, hoa hồng. Cái sân đẹp quá, dễ thương quá. Nhà đó nhà Ấn Độ. Vâng. Bên này Ấn Độ. Rồi bây giờ Ấn Độ cả nhà biết không, mua toàn tiền mặt không á, 1,5-2 triệu trả tiền cát không. Ừ. Giàu lắm. Ấn Độ nó giỏi, phải nói thật. Wow. Hai cái cây này là đẹp quá, họ nhà sống đời. Để Cindy quay cái phòng này cho cả nhà xem nha. Nhà này được 4 phòng. Mà cái cấu trúc của nhà này thì theo chủ nhà nói, kiến trúc của căn nhà này á nó hơi giống như là cổ cũ kỹ chút xíu ha. Đó thì chủ nhà đó đã chỗ một cái cửa để đi ra vườn. Để xin đi ra vườn cho cả nhà xem nha. Đó. À, mọi người coi cây quạt này nè. Cây quạt này cũng Cindy nghĩ cái tuổi cũng nửa cái tuổi của Cindy á. Đó mọi người thấy cái căn nhà này nó có cái sân hấp dẫn không cả nhà. Nó có được một cây, cái cây bên trái của Cindy á là cây cái đào, cái bên là cây cherry, rồi mấy cây mận đằng kia, mà cây nào cũng ngon á cả nhà. Cái đất này á đó, thì bây giờ cái người chị của cô em dâu mình á chuẩn bị lát gạch nè. Còn ngày xưa thì chủ nhà là người già Mỹ cho nên người ta cũng bỏ thí. Ở đây có được cây chanh. Trái của nó nè. Cưng chưa? Nhiều lắm á, tại nó màu xanh nó nhỏ, nó ẩn trong lá cho nên mình không thấy. Chanh nè mọi người, chanh này không hạt nha. Ở đây thì cũng có được một cây, họ nhà cam chanh gì đây mà nó lụi rồi.
Còn cái cây, à cây này cũng là cây chanh, cây cam gì nè cả nhà. Đó. Đây, cái cây này thì mọi người biết sao, ở bên Mỹ á, người Mexico người ta trồng rất là nhiều. Cái cây này là họ giống như là thanh trà Việt Nam mình vậy đó, nhưng mà nó không có chua như thanh trà, nó ngọt hơn. Và cái lá của nó người ta xin để người ta về là sắc ta uống trị bệnh tiểu đường á mọi người. Đó. Thì Cindy thích cái trái này lắm, nó chua chua ngọt ngọt, nhưng mà bữa nay qua thì nó chín quá rồi, nó khô hết rồi, uổng như sợ luôn. Cindy tiếc ơi là tiếc luôn. Thì khi mà Cindy hỏi chị chủ nhà là tại sao mua căn này, thì chị nói là tại vì mê cái đất quá, vào thấy cái đất là mê liền. Đó. Thì mọi người thấy có cái táo của nhà hàng xóm nè. Cái táo nhà hàng xóm nó ngã qua bên nhà của mình. Và bên luật bên Mỹ này á, nếu ngã như vậy mình có quyền kêu người ta đốn. Và trái á, mà nó mập như vậy thì mình có thể mình được hưởng nha cả nhà. Đó, đây nè. Mọi người thấy chùm táo không? Chi chít luôn. Đó. Dễ sợ không? Chút xíu á. Vậy mà quá trời luôn. Quá trời trái thì đó, mọi người nhìn thấy nè. Đất nhà hàng xóm cũng bao la. Ở bên Mỹ thì nhà nào họ cũng có cái kho như vậy nha mọi người. Cái kho này á, thì mình có thể mình build. Hoặc là mình đi vô Costco, hoặc mình vô Home Depot á. Mình mua. Để mà mình đựng đồ gia dụng á mọi người. Đựng những cái gì mà thừa thải, những cái gì mà mình không xài đó. Thì mình mang ra mình bỏ. Thì hiện tại cũng có những nhà người ta kinh doanh cho mướn cho thuê á. Ta cũng xây những cái unit nhỏ như thế này nè, một phòng, trong đó có bếp, rồi có restroom, rồi cho mướn tháng ngàn mấy đó mọi người. Thì đây là cái kho của cái gia đình này. Thì mở ra cho cả nhà mình xem, đứng đây á, nó nóng mọi người. Hừng hực nóng á. Đó, mọi người thấy không? Đằng kia là ở bên Mỹ này người ta hay trồng những cái cây thông á. Những cái cây thông này người ta làm hàng rào luôn để ngăn cách giữa hai nhà. Đó. Thì hôm nay sẵn thì Juniper thì cả nhà cũng đang đãi tiệc ầm ĩ. Thì Cindy trốn ra đây sau khi ăn no bụng rồi. Thì Cindy trốn ở đây để quay phim cho cả nhà mình xem cái nhà này. Đây là cái bưởi. Thì chị chủ nhà vậy đó, cái bưởi này không được ngon, hơi bị chua. Nhưng mà cũng của chủ nhà cũ cho nên là chị không có chặt. Chị để vậy đó, nó muốn chín tới đâu nó chín. Thì cũng như xin đi tình thưa với mọi người, nhà ở Cali, đất ở Cali là đất của cam chanh mọi người. Cho nên là những cái trái, những cái họ nhà cam chanh nó sống tốt ở Cali lắm. Đó, cả nhà mình thấy những cái bông này không? Nó giống sen đá ha. Thì chị ở nhà nói vào mùa nó nở cái hoa màu tím. Bây giờ thì nó tàn rồi mọi người. Nó nở cái hoa màu tím mà nó tím rực cái khu vực này luôn á. Còn ở trên thì những cái nhánh nhỏ màu vàng thì nó cũng nở ra những cái bông vàng. Cho nên Bắc Cali nó còn được mệnh danh là thung lũng hoa vàng và thung lũng điện tử. Đó. Thì là cái tên mà người ta dành cho cái vùng đất Bắc Cali này. À, mọi người thấy đâu không? Hàng rào lên tới tuốt trên kia luôn. Đó. À. Đây là cây đào nè mọi người. Cái trái nó ngon, nãy xin đi ăn. Nó sống thì nó chua chua, nó giòn giòn giống như như cóc vậy đó, mà nó chín thì nó mềm mà nó ngọt. Giòn lắm cả nhà. Cái ruột màu vàng. Cây này là cây cam. Đất đậm quá. Đó, pho đi trong kia mọi người. Ăn mừng tân gia với lại Julefo luôn. Cả nhà mình nhìn thấy cái gì không? Chứ sao cái căn nhà này nó có một miếng đất người ta chưa xây dựng. Và ở trên đỉnh của cái núi á, nó có nhà của dân ở trên đó, thấy không?
Đó, thì hồi nãy Cindy quay ở ngoài cái núi, nó dẫn lên trên đó đó mọi người. Khu nhà giàu. Trời, cái trái này nó ngọt quá cả nhà. Cindy vừa ăn vừa nói chuyện nhấp nhép. Thì sẵn thì Cindy cũng nói, đối với người Mỹ, cái ngày 4 tháng 7 là ngày độc lập của Mỹ, và một cái lễ rất là lớn. Toàn thể người Mỹ, ngoài những cái nghề mà giống như là chợ hoặc là phục vụ đặc biệt buộc phải đi làm, còn lại là nghỉ hết. Và ngày lễ ở Mỹ thì nó khác, nó không có giống như Việt Nam mình à, túa ra đường đi chơi này nhỏ. Lễ lớn của Mỹ càng lớn thì ngoài đường càng vắng vẻ và không có ai đi đâu hết, ngoại chuyện người ta party, người ta ăn uống và người ta tiệc tùng ở nhà. Đó mọi người nghe, cái ngày lễ của người Mỹ là cái ngày mà tập trung tụ tập lại người thân trong gia đình. Mọi người thấy có bồ cũng vậy, boyfriend girlfriend, mà dắt người boyfriend girlfriend về, có nghĩa người đó là chính thức, người ta yêu, người ta mới đưa về để ra mắt gia đình. Đó là một cái phong tục của người Mỹ. Và hôm nay thì rất là nhiều nơi ở trên đất Mỹ, là những cái khu mà city lớn, những cái tòa nhà của hành chính á, thì họ bắn pháo bông mọi người. Và ngày trước khi mà Cindy qua cách đây mười mấy năm thì người ta có những cái kiosk người ta bán pháo bông, nhưng mà vì Cali hạn hán và cháy rừng quá nhiều cho nên sau này á, thì firework không được sử dụng nhiều giống như mà những ngày mà Cindy đến. Tuy nhiên thì chính phủ họ cũng bắn pháo bông, họ giúp cho người dân có một sự giải trí mọi người. Đó là cái truyền thống, cái tập tục của ngày lễ July 4, lễ độc lập của Mỹ. Mọi người nhìn trên kia kìa, họ trồng bông đẹp lắm cả nhà ơi. Tại vì họ là hàng rào thì họ trồng hoa. Thì cái chị chủ nhà này nói với Cindy á, là mỗi mùa thì nó có một cái sắc hoa, nó ra xanh, có vàng, có tím, có đẹp lắm mọi người. Và nhân đây thì Cindy cũng quay sơ cái nhà này cho cả nhà mình tiện theo dõi. Là hiện tại bây giờ với cái giá nhà 3 phòng ngủ 2 phòng tắm của Bắc Cali này ít nhất cũng phải là 1 triệu đô. Và 1 triệu đô thì cũng phải sửa chữa rất là nhiều mọi người, chứ không có thể nào mà 1 triệu đô mà dọn vào sống được. Giá nhà Cali bây giờ trung bình nếu ở được phải là 1 triệu tư, giống như căn nhà này. Đó là chị chủ nhà vào không phải sửa chữa, không phải làm gì thêm nhiều. Thì đúng ra thì Cindy vào bên trong quay từng phòng cho cả nhà mình xem, nhưng mà vì khách khứa quá đông và Cindy cũng không có quen những người khách đó, cho nên Cindy cũng ngại lắm cả nhà. Thì quay đại khái cho cả nhà mình thấy được cái nhà nó như thế nào và cái đất nó như thế nào, cũng như cái giá trị của cái bất động sản ở miền Bắc California. Và cũng nhân tiện đây thì gửi lời chúc đến mọi người về ngày July 4. Và xin thì cũng gửi lời trân trọng kính chào mọi người, và xin hẹn gặp lại mọi người trong những video kỳ sau nha. Thân ái kính chào.